们说要跟着那阵风去征服每一座巅峰，然后呢？巅峰之后是什么？他们将我捧上云巅，以让我从头来过。我一意孤行，要让我折服你，我踏入光明，让我无路可走的使我惧怕，反要让他们畏缩。他们一直说个不停，因为他们害怕洪水猛兽，那就比猛兽更凶了，比洪水更滔天，是将到来的终会成功，汹涌而起的终会证明，既然暴风将至，那就去把那些不服的都驱得不可磨灭的飞鹰不可的通通化成风。这里是我们，chào mừng các bạn khán giả thân mến của EPL Việt Nam Official, và chúng ta hãy cùng quay trở lại với những diễn biến của đang còn dang dở của giải đấu EPL. Đáng lý ra ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc 14 giờ, nhưng mà bởi vì có một vài những cái vấn đề về sức khỏe của những tuyển thủ nên cái trận đấu đầu tiên sẽ được tạm thời hoãn để có thể đánh phía sau, và chúng ta sẽ tiếp đến với cái cặp trận giữa LGD và Leading Sport. Thông tin chính thức đến từ ban tổ chức giải đấu nghĩa là bên phía của Casa, anh ta có một vài vấn đề về sức khỏe cho nên anh ta sẽ buộc lòng phải xét nghiệm để không ảnh hưởng đến cái lịch trình của cả giải đấu đến những đội khác. Thì chúng ta sẽ được dời trận đấu vào lúc là ngày 23 tháng 3 thì phải. Thì đó sẽ là cái ngày thi đấu bù đến từ phía của V5. Cũng khá là thú vị khi chúng ta đang có một giai đoạn cạnh tranh những đội top đầu giữa V5, giữa ANG và thêm cái đó là Weibo. Ngày hôm qua thì Weibo có một thất bại khiến cho cái thứ hạng của họ đã bị rớt xuống một bậc so với đội phía của ANG khi họ thua về hiệu số so với đối phương. Còn điểm kết quả ngày hôm qua một xíu khi mà Jindong thắng lợi 2-0 trước đội phía Thorathot giúp cho họ đã có được cho mình đôi chiếc vé tham gia vòng playoff khi họ đã đứng đó là hạng 5 với hiệu số đó là 9 thắng và 5 thua. Rhythm cũng có một thắng lợi rất là quan trọng giúp cho họ gia tăng cái khoảng cách với nhóm dưới khi có cho mình đôi trận thắng thứ 7 rồi. Còn Top Esports với trận thắng ngày hôm qua họ bắt đầu bám đuôi Weibo khi chỉ có cách biệt đó là một trận thua mà thôi. Chứ là một trận thắng mà thôi. Và họ cũng đã vào playoff. Chúng ta đã có được 5 cái tên ở góc mặt tại playoff. Đó chính là 5 cái tên đầu tiên ở trong bảng xếp hạng Victorify, ANG, Weibo, Top Esports và Jindong Gaming. Với cái hiệu số là 9 trận thắng thì chúng ta cũng có thể thấy như đây là một trong những cái cơ sở để có thể góp mặt tại playoff. Thì Li-Nin cũng tương tự là như vậy, họ cần lấy một chiến thắng để có thể góp mặt vào những cái vị trí hàng đầu. Tạm thời là round 1, round 2, round 3 thì chúng ta phải chờ cho những cái kết quả cuối cùng. Nhưng rõ ràng đó là cái tôi nghĩ đó là một cái hướng mà bên phía của Li-Nin sẽ nhắm tới. Bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua là cái giai đoạn mà Li-Nin đã thua quá nhiều trận. Họ đã thua quá nhiều trận khi mà gặp gỡ những cái đối thủ kiểu dạng ngang trình độ. Thì có thể thấy như cái bài toán được giải mã dần dần rồi. EDG cũng tương tự là như vậy. Thật ra đây họ đang thua hết 5 đội tham gia playoff rồi. Họ thua bên phía của V5, họ thua ANG, họ thua Weibo, họ thua Top Esports, họ thua thêm cả đó là bên phía của Jindong. Đó là tại sao hiện tại họ thì có hiệu số đó là 8-5. Cho nên họ có những đội trận thắng và những đội giấm dưới, nhưng mà họ thắng hiệu số đó là 2-1 khi chân hiệu số hiện tại trong bài xếp hạng của họ không phải là quá cao. Đó là cái vấn đề hiện tại của Li-Nin đối đầu với những đội nhóm dưới, nhưng trận đấu của họ dường như rất là khó khăn. Khi mà họ đang có chuỗi 7 trận thắng, thật ra hiệu số của họ không phải là quá cao. Sau đó họ liên tiếp gặp những trận đấu mà họ thua 0-2 trước đối phương. Họ thua 0-2 trước V5, họ thua 0-2 trước bên phía của Jindong vào đầu tuần này. Và giữa tuần trước thì họ có gặp bên phía Thunderthot và họ cũng thắng chỉ là tỷ số 2-1 mà thôi. Cho nên mặc dù có được cái lợi thế là 8 trận thắng thua, nhưng mà cái hiệu số hiện tại họ chỉ là cộng 4 mà thôi. Đây không phải là cái hiệu số quá cao khi những đội ở nhóm dưới hoàn toàn có thể cân bằng điểm số với họ để có thể vượt lên trên về hiệu số.
Chính xác là như vậy, và chúng ta cũng có thể thấy như đây là một cái giai đoạn mà đội hình đến từ bên phía của Liên Ninh họ cũng đã đang hơi bị mất dần cái sự ổn định của họ. Tưởng chừng như họ đã có được một vài những cái bài toán được có thể vận hành tốt với Ale khu vực đường trên tạc răng, đôn bia ở trong khu vực rừng, nhưng cảm giác như bắt đầu có được những cái sự chịch chặt nhất định khi mà khi mà đụng độ cùng với những đối thủ mà kiểu dạng đánh giá là ngang bằng về mặt lý thuyết, thì có thể thấy như bắt đầu có một vài những cái tín hiệu hơi bị lập bập đến từ bên phía của Liên Ninh Esports. Nhưng mà dù sao thì cái lineup này đến từ bên phía của Liên Ninh vẫn là cái lineup được đánh giá rất là cao. Tôi nghĩ là nó rộng ra hơn một xíu vào khoảng thời gian này, khi mà bạn thấy rằng những cái đội tại EPL mùa giải này khi top đầu á, đa phần là họ gặp vấn đề phong độ khá là nhiều. Tôi nghĩ là vấn đề về chiến thuật và cách chơi từ các đội tại EPL không phải là vấn đề, khi mà ở nhóm trên họ đều có chiến thuật nhất định, họ đều có những cái ý đồ đưa ra về cách mà chọn. Nhưng có một giai đoạn mà thật ra bạn thấy những đội nhóm trên có những cái mặt bất ổn mặt phong độ. Ví dụ như Top Esports chẳng hạn, ban đầu họ thi đấu cực kỳ tệ khi mà rớt xuống con số đó là 1-4, lên được đó là 2-4, nhưng bây giờ họ chuỗi đó là 7 trận thắng liên tiếp giúp cho họ có mặt ở vòng playoff. Jin Dong tương tự như vậy, họ có một giai đoạn đầu khởi đầu không phải là quá tệ, nhưng ở giai đoạn giữa khi mà bạn thấy rằng gặp một vài bất trắc từ Jin Dong thì họ có được cái sự trở lại nhất định đến từ bên phía của Hope và thêm cái là Yagao. Rồi ANG giai đoạn đầu họ cũng có được những cái sự bất cập, nhưng mà họ có một chuỗi thắng liên tiếp 6 trận, sau đó họ bị ngắt cái mạch. Thì nói chung bên phía của Leaning thì bây giờ cái điểm lợi của họ, thật ra họ có được 7 trận thắng đầu tiên giúp cho cái chiếc vé playoff của họ rất là gần. Nhưng sau đó gặp với đội nhóm trên thì họ đang gặp quá nhiều khó khăn với việc là những cái phong độ của họ đang không thực sự tốt đến từ những người chơi như là Ale khu vườn trên, như là Hương Bi khu vườn giữa. Rồi, và cũng có thể thấy như cái cặp đôi đường dưới đến từ bên phía của Liên Ninh thì cũng không có được một cái giai đoạn vượt trội như là những cái cặp đôi khác đến từ những cái đội tuyển của EPL nữa. Rồi chúng ta hãy cùng đến với một vài những cái điểm đáng chú ý đến từ đội hình của phía Liên Ninh. Thì chúng ta có thể thấy cái khả năng kiểm soát ở xung quanh khu vực rồng của cả hai đội tuyển này thực ra không có cao cho lắm. Họ sẵn sàng để có thể hy sinh những con rồng, mà bởi vì họ có một cái lối chơi hướng lên cánh trên của bản đồ. Đó là lý do tại vì sao mà trong vài vừa qua thì những cái đội tuyển này hoàn toàn có thể bị khai thác. Rồi, để coi tuyển thủ đáng chú ý, đó chính là người chơi đi rừng đến từ người chơi đường trên đến từ bên phía của LGD Phoenix. Bên phía của LGD thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này khi mà mục tiêu của họ đã không còn nữa rồi thì có vẻ như có cảm giác rằng cái phong độ thi đấu của họ sẽ thể tốt hơn một xíu. LGD là một đội biết cách để làm khó những đội nhóm trên. Họ cũng đã đối đầu với lại bên phía của Weibo và họ kiếm được một ván thắng rất là bất ngờ với những cái sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình với Shadow khu vực rừng, với Phoenix khu vực rừng trời, và thêm cả đó là Eric khu vực đường dưới, những người chơi đang tìm kiếm được những cái tình huống xử lý kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt của mình. Thì không biết rằng ngày hôm nay bên phía của LGD sẽ làm như thế nào, tại vì khi mà không còn có mục tiêu nữa, rõ ràng cách chơi của bên phía LGD nó cũng khác hơn một xíu, những tình huống mà họ cũng sẵn sàng băng vào, những cái đội hình của họ lựa chọn rất là gọi là hơi máu chiến một xíu để có thể có những tình huống tấn công gọi là sẵn sàng lao vào đối phương bất kỳ lúc nào. Xét là như vậy. Đây là một cái loạt trận highlight của họ trước các thành viên đến từ bên phía của Weibo. Nói về cái độ báo chiến thì rõ ràng Weibo cũng đang sở hữu rất là những người chơi sẵn sàng để có thể va chạm lẫn nhau. Nhưng đây ván thi đấu mà có thể gọi là đã trình diễn một cái lối chơi rất là bắt mắt đến từ bên phía của LGD. Họ tấn công ở rất là nhiều cánh, Jay ở khu vực đường giữa Phoenix và đặc biệt là anh chàng Shadow với vị tướng Lee Sin này nữa gần như đã khuấy đảo trong đội hình đến từ bên phía của Weibo ở trong cái ván thi đấu đó. Mặc dù đây cũng là ván thi đấu mà tôi nghĩ là cái kết quả thì thật ra cũng chưa thật sự là quá tốt dành cho bên phía của LGD, nhưng mà dù sao thì cũng là một cái ván thi đấu mà có thể coi được khi mà những cái độ đột biến của những con tướng của họ sử dụng á, nó đã để lại một vài những cái điểm nhấn ở trong cái ván thi đấu vừa rồi. Còn ngược trở lại thì cảm giác như đến từ bên phía của Liên Ninh thì nó có một cái tính chất gì đó nó hơi mang tính khoa học hơn chút xíu, chứ nó không mang tính chất đột biến, ngoại trừ Ale khu vực đường trên nha. Thì bốn thành viên còn lại Tạc Răng, Dunbi và kể cả Lai khu vực đường dưới nữa thì cảm giác như họ đang vận hành một cái lối chơi mà nó thiên về sách giáo khoa hơn một chút ở trong những cái bước di chuyển của mình. Đồ đột biến sẽ có đến từ Ale, nhưng mà hơi đáng tiếc là meta thời điểm hiện tại thì không chú trọng vào khu vực đường trên như cách mà Ale đã trình diễn ở trong cái kỳ chung kết thế giới đó. Thì đây cũng sẽ trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng, nhưng mà thật ra ở thời điểm tại phong độ đến từ Ale cũng không thật sự là chạm đỉnh nữa. Anh ta có một giai đoạn đầu mùa mà thi đấu với rất là nhiều tình huống xử lý kỹ năng cá nhân tốt, nhưng mà anh ta chơi theo kiểu sẽ là thi đấu một cách cực kỳ mạo hiểm. Tại vì có những thời điểm khi mà anh ta bước lên tấn công đối phương, anh ta chấp nhận bị hạ gục, nhưng sau đó anh ta gỡ lại được một điểm hạ gục. Nhưng bạn thấy có một cái vấn đề đến từ bên phía của Leaning giai đoạn đầu mùa giải, chính là họ thường xuyên để cho đối phương có điểm hạ gục ở khu vườn trên trước. Thì Leaning biết cách để thể gỡ được, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể để cho đối phương có được lợi thế rồi gỡ. Ở đầu như là nhóm dưới thì bạn tìm cách để gỡ được,
Nhưng đối đầu với những đội nhóm trên thì đối phương dùng được cái lợi thế đó để có thể gia tăng cái lợi thế của mình một cách cực kỳ vượt trội. Thì Ale đang gặp một cái vấn đề chính là việc mà chọn tướng khu vực trên. Nếu như tướng không có lợi thế cho anh ta thì rất là khó lòng để anh ta có thể chơi một cách gọi là áp đảo khu vực trên. Và vấn đề phía của Liên Ninh khi mà họ hoàn toàn bỏ Ale thì thật ra anh ta cũng không làm được quá nhiều cái tranh cả. Có những cái ván đấu khi mà tôi cũng chưa hiểu lắm đến từ việc cắm và chọn của anh phía Liên Ninh khi mà đây là một cái cặp BO3 mà hai ván chọn Virgo khu vực trên. Đây, rất chấm hỏi. Chính xác là như vậy, đây là một trong những cái điểm ví dụ. Vigo ở trong những cái phiên bản vừa qua nó đã bị giảm sức mạnh rất là nhiều ở khu vực đường đơn. Khả năng nội tại hút máu đến từ Vigo không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Và nó không phải là một cái vị tướng quá lợi thế khi mà đối đầu cùng với một trong những mẫu chất tướng đang cực kỳ hợp với meta như là Ray. Thì rõ ràng nó không phải là những cái điểm lợi đến từ cho chính bản thân của Ale. Ở mùa giải trước á, thì cái lượng sát thương đóng góp đến từ Ale nó rơi vào con số khoảng chừng 30%. Nhưng ở mùa giải năm nay thì nó chỉ là 20%+ mà thôi. Và cái lượng sát thương theo phút của anh ta cũng đang tương đối là giảm. Đồng ý là anh ta được san sẻ một phần nào cái gánh nặng đến từ Dune Bia ở khu vực giữa nữa. Nhưng mà cảm giác như là có thể thấy như cái vai trò đến từ Ale trong đội hình đến từ bên phía của Li Ninh nó đang hơi bị giảm một chút xíu. Thế vào đó chúng ta phải cố gắng để thể bào chữa dành cho anh ta, đó chính là cái lối chơi meta không còn xoay quanh khu vực cánh trên của bản đồ nữa. Phần nào đó nó cũng đang tạm thời là ảnh hưởng đến cái lối chơi tổng của Ale. Cái lối chơi hiện tại tôi thấy chuỗi các đội có thể nhắm vào khu vực dưới khá là nhiều, hoặc là một người chơi đường giữa với kỹ năng rất là tốt để có thể có được cái lợi thế như những tướng khu vực đường giữa. Những vị tướng có thể kiểu mẫu như bạn thấy bây giờ, những vị tướng farm tốt khu vực giữa như là Vega, những con như là con Ahri. Và nếu như bạn cần cũng có thể còn con Vex khu vực đường giữa. Và bạn kể ba con tướng đang có những cái sức mạnh như vừa rồi, nó không trong cái bộ tướng của Duel Bia khu vực đường giữa. Anh ta chọn những vị tướng có khả năng di chuyển tốt, ví dụ như Galio, ví dụ như Rai. Nhưng bây giờ khi là một con Rai bạn thấy gần như bị cấm hoàn toàn, rất là khó để thể lựa chọn Rai. Tại đồng vì ý. Một vị tướng mà bạn thấy rằng cái sức mạnh có từ rất là sớm, trang bị có thể không quá nhiều nhưng có rất là nhiều hiệu quả trong những pha tranh. Bạn có hiệu ứng khống chế, bạn có khả năng chống chịu, bạn có độ cơ động với tốc độ chuyển cao, thì khả năng di chuyển đội hình cũng rất là tốt từ chiêu cuối của Rai nữa. Đó là sức mạnh đến từ Duel Bia. Nhưng bây giờ những vị tướng khác mà thấy rằng nếu như bạn di chuyển không hợp lý, đó phương chọn của Ahri khu vườn giữa có khả năng farm tốt, có lượng trang bị sức mạnh sẽ nhiều hơn một xíu so với một con Rai chẳng hạn. Rồi có những con Vega xuất hiện ở khu vườn giữa farm cực kỳ tốt để có được sức mạnh cực kỳ mạnh ở giai đoạn giữa ván đấu với chiêu cuối. Thì có vẻ như cái meta nó bị rơi rớt khu vườn trên và thêm cả khu vườn đường giữa, và cái lượng tướng ở từ Duel Bia nó bây giờ nó không hiệu quả giúp cho anh phía Colinin có được cái lợi thế khu vườn đường giữa so với giai đoạn trước. Những pháp sư kiểm soát cảm giác như là nó hơi không phải là cái sở trường đến từ Duel Bia. Thay vào đó là anh ta sẽ có được, ngoại trừ con Rai nha, ngoại trừ con Rai thì những cái con tướng như là Victor hoặc là những con tướng như Ahri, tôi cảm giác nó không có, và Zoe nữa, nó không có phải là cái điểm mạnh đến từ Duel Bia ở trong những mùa giải gần đây. Ở trong cái mùa giải vừa rồi, Lấp Lăng và Zoe là hai cái con tướng mà Duel Bia không chơi được và không có cái độ hiệu quả cao. Nó cố gắng được để khoa lấp bằng những mẫu chất tướng khác. Thì bắt đầu đang có cái dấu hiệu hơi bị hụt hơi đến từ bên phía của Duel Bia một chút xíu. Và dù sao thì cái lắp này như đã nói vẫn là cái lắp cực kỳ chất lượng đến từ bên phía của Li Ninh. Lượt cấm và chọn cũng đã được xuất hiện khi mà chúng ta thấy Chitterfet, Rai, Gwen, Tamken, Jerry, Hecarim đều đã được loại bỏ. Vẫn là cái meta xoay quanh giữa Jin và Aphelios đến từ cho cả hai tuyển khi mà họ khóa vào. Một điểm đáng chú ý chính là Iwan đi trở lại đội hình của phía Li Ninh khi mà có một giai đoạn mà anh ta không được thi đấu quá nhiều, nghĩa là thời gian thi đấu ra, thời gian chơi xếp hạng có thể nhiều hơn một xíu và anh ta leo được thứ hạng rất là cao tại mấy chỗ xếp hạng hàng. Thì có vẻ như bên phía của Li Ninh đang muốn một vấn đề chính là khi mà giai đoạn lưu mau khu vực dưới cùng với Ale, thật ra khả năng đi đường của họ không mạnh. Họ có thể chơi một cách an toàn đến giai đoạn về sau, cái khả năng gây sát thương tốt từ Lai sẽ bổ sung cho lượng sát thương đội hình của bên phía Li Ninh. Nhưng ở đường dưới bây giờ bạn cần đội hình để có thể đi đường thắng đối phương, để có thể đẩy mạnh từ đường giữa tới khu vực đường dưới, xoay quanh xạ thủ khá là nhiều. Thì bây giờ họ chọn đó là Aphelios cộng với Leona khu vực dưới, đầu phía kia sẽ là Jin cộng với Nautilus. Và khu vực đường giữa thì LGD chọn cho mình đó là một con Zoe dành cho Jay. Rồi, cảm giác như đây là một trong những cái lời thách thức thẳng mặt đến từ bên phía của LGD khi mà họ có cái bộ đồ rất là khỏe meta ở thời điểm hiện tại ở khu vực đường dưới. Jin kết hợp cùng với Nautilus và Zoe đáp thẳng ngay khu vực đường giữa để có thể đối đầu cùng với Duel Bia để có cái bước đáp trả đến từ Duel Bia sẽ là gì. Hiện tại thì chúng ta đang có Irelia, chúng ta đang có Orianna là những mẫu chất tướng được pick để có thể đánh cùng với Zoe. Lực cấm Phase 2 vẫn tiếp tục nhắm vào khu vực đường giữa đến từ bên phía của LGD. Trước đó họ lại bỏ đi cho mình đó vị tướng Akali rồi. Tôi nghĩ rằng Lấp Lăng thường sẽ được chọn ở đâu là Zoe. Nhưng như Linh nói trước đó thì bạn thấy rằng Lấp Lăng không trong cái bể tướng của Duel Bia.
cho nên họ không có quan ngại việc này, tại vì có một vài người chưa thể chọn lớp lăng ở đầu là Zoe khu vườn giữa, và cái sức ép đến từ lớp lăng là có. Nếu như mà Zoe dùng cho mình chiêu cuối không hợp lý, cái khả năng cái thương từ lớp lăng thậm chí là khả năng cơ động từ Lee Sin hỗ trợ rất tốt ở khu vườn giữa. Và LGD thì họ cắm con rắc khu vườn trên. Thật ra nếu mà cắm khu vườn trên có một vài đội có thể đối đầu với lại phía của LNG á, thì khi mà họ thường sẽ cắm đi con Fiora. Khi mà được chọn sau, bên phía của Ale rất thích chọn Fiora, nhưng bây giờ thì họ chọn là Raten cộng với Diana. Một cái combo phải nói rằng ở cấp độ 6 hiện tại bạn thấy rằng 4 cú chiêu cuối bên phía bên trái của đội hình LG là cực kỳ mạnh so với bên phía của Lini. Tôi còn cứ nghĩ như là anh ta sẽ pick cho mình đó là Jay ở khu vực đường trên đến từ Phoenix nữa cơ, để có thể hoàn thành một đội hình cấu rỉa máu rất khỏe đến từ bên phía của LGD. Nhưng mà cái bộ đôi Raten kết hợp cùng với Diana cảm giác uy tín hơn rất nhiều. Một trong những cái bộ đôi mà có cái lượng sát thương chồng với nhau nó tương đối là khủng khiếp. Cái vai trò của Diana nó phần nào đó nó khá là giống với cái vai trò của Elise ở trong dạng trước đây. Nhưng mà xét về cái lượng sát thương thì rõ ràng nó vẫn thật sự là rất là vượt trội. Ale quyết định là sẽ cố gắng để có được cho mình đó những cái tiện ích ở trong cái ván thi đấu này với việc khóa vào Na. 1-1 thì anh ta xử lý mắc binh thì anh ta sẽ là kèo trên. Nhưng mà như đã nói, bởi vì cặp đôi đến từ bên phía của LGD là cái cặp đôi đánh top rừng, thì có thể thấy như đây ván thi đấu mà hơi e dè chút xíu dành cho Ale. Tương tự là như vậy đến từ Dunbi. Phiên bản này là phiên bản 12.4 rồi, là một cái phiên bản rất lâu rồi mà nó đã bị giảm sức mạnh khá là nhiều dành cho vị tướng Cocky này. Đồng ý là khi mà bị giảm sức mạnh thì Cocky vẫn được pick đâu đó khoảng chừng một vài trận, nhưng mà trong giai đoạn vừa qua thì Cocky đang bị biến mất khá là nhiều, nhưng quyết định đến từ Dunbi vẫn là vị tướng này ở khu vực đường giữa. Cũng hợp lý mà thôi, tại vì cái thay đổi quan trọng nhất chính là cái gói hàng xuất hiện phút thứ 10 chứ không phải phút thứ 8. Phút thứ 8 thông thường bạn có gói hàng để bạn đánh ở khu vực sứ giả, nhưng bây giờ phút thứ 10 mới có thì nó sẽ bị hụt mất cái thời gian sứ giả rồi. Và thêm cả cái việc nội tại hồi bây giờ sẽ là 5 phút chứ không phải là 4 phút nữa. Nó khiến cho những cái lần bạn cầm gói hàng trước khu vực rồng hoặc trước mục tiêu lớn, cái thời gian hồi từ khu vực rồng sẽ là 5 phút, thì bạn sẽ phải cân nhắc khá là nhiều những thời gian tấn công như thế. Hoặc là nếu như bạn cầm gói hàng ra quá trễ phút thứ 10 rồi phút thứ 15 chẳng hạn, khi đó đối phương đã có được cái thời gian chuẩn bị đâu đó là 1-2 rồng rồi, thì đó sẽ là cái vấn đề từ Cocky. Nhưng cái điều chỉnh nghe đến từ nội tại thì nó không ảnh hưởng tới sát thương Cocky, tại vì nếu như mà farm tốt ở giai đoạn về sau của ván đấu, về cơ bản của Cocky vẫn là con sát thương cực kỳ khủng khiếp ở khu vực đường giữa. Nhưng tôi cảm giác đội hình của LGD hiện tại về mặt chất tướng ở các khác khu vực đường, mà thấy rằng họ đang có thể đi đường thắng hoàn toàn sau là Lini. Chính xác, họ đang có cơ sở để có thể có được nhiều cái lợi thế trong dạng đi đường. Zoe là một mẫu chất tướng rất là thích đối đầu cùng với những cái con tướng kiểu dạng xạ thủ của phía đối phương. Trúng cái bóng ngủ, rõ ràng nó sẽ là một cái escape. Nếu như Dunbi không có thanh tẩy khu vực đường giữa nữa thì đó sẽ là trong những cái điểm lợi đến từ bên phía của LGD. Và đây ván thi đấu mà nếu như lợi thế giai đoạn đi đường thuộc về cho bên phía của LGD thì cảm giác mọi thứ nó sẽ cực kỳ khó khăn dành cho bên phía của Li Ninh. Bởi vì bên phía của LGD như Thảo cũng đã chia sẻ đang sở hữu những mẫu chất tướng có thể tạo ra được những quả cầu tuyết ở khu vực đường. Khu vực đường dưới chúng ta tạm thời bỏ qua một chút xíu. Đây là cái kèo quen thuộc rồi, khi mà chúng ta có thể thấy như là cả hai bên đều đang cố gắng để thể pick được cho mình đó những con tướng xạ thủ hỗ trợ tốt nhất. Có mắt vừa rồi được phá và cái lượng kinh nghiệm chia cho 4 thành viên vẫn đủ để có thể có được một quay lính 6 con và lên được cấp độ 2 dành cho hai người chơi đường đơn. Như vậy là cấp độ 2 sẽ có trước khu vực giữa, đội viên ta chọn cho mình đó là dịch chuyển cộng với lại cái đoàn phủ đầu. Còn với dây chọn cho mình đó là cái sóc điện cộng với là thiêu đốt. Đây sẽ là một cái kèo chơi rất là mạnh mẽ ở khu vườn giữa của Jay. Rõ ràng người ta muốn ý đồ khi đối phương chọn dịch chuyển như thế này thì người ta đang muốn tạo cái lợi thế sớm bằng việc là dùng phép hỗ trợ và tấn công một người của đối phương. Những cấp đầu tiên khi đối phương dùng cho mình sóc lên sau thì rõ ràng là bên phía của Dunbi cũng muốn lên trả sát thương. Nhưng mà hãy nhìn khi bị bắn trước rất là nhiều đến tình huống của Jay, chỉ đơn giản là trả nghịch sau cái tầm rất là gần, kích hoạt được cái đó sóc điện thì cái sát thương vẫn rất là lớn đến tình huống của Jay tình huống vừa rồi. Pha xử lý đó, pha xử lý khá khôn khéo đến từ Jay khi mà anh ta quay ngược trở lại đánh, bởi vì anh ta biết rằng cái lượng sát thương đến từ lính nữa nó sẽ hỗ trợ dành cho cái lượng sát thương trao đổi trực tiếp cùng với Dunbi. Nếu như anh ta lùi ra quá sâu, rõ ràng anh ta sẽ bị out ra khỏi tầm đánh đến từ những con lính, và đó tình huống trao đổi lỗ. Pha xử lý khá là tốt đến từ người chơi đường giữa bên phía LGD. Khu vực đường dưới thì Eric cũng đang có cái giai đoạn đi đường khá là tự tin nha. Kèo này thì đa phần là sẽ lên kiếm Doran hoặc là thanh kiếm dài với ba bình máu, nhưng đối với Eric thì anh ta hướng tới cho mình đó một cái lưỡi liềm để có thể tích tụ sớm. Ale khu vực đường trên cấp độ 2 trước, ui khả năng cấu rỉa máu rất là thành công dành cho Ale. Đâu đó ở những thời điểm cấp độ nhỉnh hơn đến từ Ale, anh ta đã khai thác rất là triệt để 1/3 lượng máu đến từ Phoenix đã bị bóc đi ở trong pha thi đấu vừa rồi. Tôi thấy rằng Phoenix anh ta giai đoạn đầu ta hơi tham lính, người ta bị đối phương kéo máu khá là nhiều, và cái sự lựa chọn phải nói là cực kỳ an toàn từ Ale ở khu vườn trên chọn cho mình là quyền năng. Với những lần đánh thường kích hoạt được quyền năng, kéo được lượng máu của đối phương khá tốt giai đoạn đầu ván đấu như thế này, thì đây sẽ là một lợi thế nhỏ nhỏ của vườn trên dành cho bên phía của Li Ning. Nhưng
thật ra sức mạnh của con Raiden khi bạn chỉ ở cấp độ 6 mà thôi, bạn có thể thua đối phương tầm khoảng 10 đến 12 lính, đó là hai đợt lính. Nhưng nếu như có được cái đó thần cá sấu kết hợp thêm khả năng di chuyển rừng đến từ Shadow thì một tình huống băng trụ là hoàn toàn có thể diễn ra dành cho anh phía của LGD. Nhưng còn ở khu vực đường dưới thì tôi đang muốn nói nhiều hơn về cái việc mà Jin Zhao chọn cho mình, đó là cái dư chứng chứ không phải là cái nâng cấp băng giá. Có thể việc cảm giác theo đội hình ván đấu này khi đối phương như vị tướng có độ cơ động cao như là con Na, như là con Lee Sin, thêm cái đó là con Cocky nữa, thì việc mà bạn giữ đối phương lại kích hoạt thêm cái làm chậm với những vị tướng mà có khả năng dash như thế thì rất là khó dành cho bên phía của con Nautilus. Cho nên ta chọn cách là mình làm dàn chống chịu, kích hoạt được dư chứng, sau đó mình lui về. Ở phần nào cái di chứng của ông ta cũng sẽ có một vài những cái điểm lợi trong những cái pha thi đấu ở khu vực đường dưới. Một pha thiên định kiếm nhưng ngay lập tức là có một tình huống che đến từ Jin Zhao, không lỗ lắm dành cho Red, mặc dù cái lượng máu của ông ta mất đi cũng tương đối là đáng kể. Rồi để coi cái vòng rừng thì như thế nào, vẫn chưa ăn cua đến từ Tạc Răng, anh ta chưa muốn lộ diện và anh ta sẽ bấm bê ngược trở về nhà. Đây là một cái vòng rừng mà có thể thấy như Tạc Răng đang cố gắng để có thể tạo áp lực ra ở cả ba đường, anh ta không muốn rằng đối phương biết rằng mình đang xuất hiện ở đâu trên bản đồ. Trong khi đó khu vườn chơi thì bạn thấy rằng đây là con Raiden cho nên khả năng hồi phục vẫn có, chọn cho mình đó là cái Kindora cho nên là người ta rất là dễ dàng có thể phá được cái khu vườn trên mà không gặp quá nhiều những cái trở ngại. Thì những cái lợi thế ban đầu bạn thấy rằng nó hình thành rất là rõ đến từ bên phía của LGD. Đường trên không thua lính, cấp độ 6 sẽ có được áp lực dành cho bên phía của Phoenix. Khu vườn đường dưới với chọn cho mình đó là một con Jin như thế này, khả năng đẩy đường cấp độ 2 có trước đến từ bên phía của Eric và Jin Zhao, nó giúp cho họ khả năng liên tục gây sức ép của đối phương. Và pha tấn công khu vực dưới trước đó bạn thấy rằng cái sức mạnh đến từ cái dư chấn dạng đầu của ván đấu khi là cái lượng sát thương từ Lai và người của Jin Zhao không phải là quá nhiều, và Jin Zhao có hoàn toàn khoảng trống để có thể lui về và sát thương trả lại ngược vào IWD nó sẽ là nhiều hơn một xíu. Nhưng bây giờ thì cái tốc độ dọn rừng bắt đầu có vấn đề đến từ phía của Tạc Răng nha. Khi mà đi về nhà mua trang bị đầu tiên với cái lượng sát thương này của Shadow giúp cho anh ta khả năng dọn rừng nhanh hơn một xíu so với lệnh phía của Tạc Răng. Đồng ý, và với một xíu nhanh hơn đó nhiều khả năng anh ta sẽ hướng lên cho mình đó cấp độ 6 sớm hơn so với Tạc Răng. Dyna cấp độ 6, cái nguồn sức mạnh đầu tiên đến từ Shadow sẽ được hình thành và anh ta hoàn toàn thể phối hợp với những khu vực đường nữa. Những khu vực đường đến từ bên phía của LGD là những khu vực đường đều có được cho mình đó là những cái hiệu ứng khống chế. Jay thì đang đánh rất là tốt ở khu vực đường giữa, như đã nói anh ta đang ép cho Dunbi đang thua khoảng chừng một vài những chỉ số lính làm trong những cái phương pháp khá là ổn. Đặc rằng lần này anh ta tiếp tục hướng lên khu vực đường trên. Trước đó thì anh ta cũng đã ăn cua rồi. Phoenix liệu rằng sẽ chạy về như thế nào đây? Cắt và sắc tốc biến còn trúng sóng âm chưa có nhiều lắm, nhưng tình huống lao vào đến từ bên phía của Lenin, họ chỉ lấy được tài nguyên đến từ tốc biến của LGD là đã thành công. Cái vị trí đứng vừa rồi nó cũng hơi gần trụ thì có thể thấy bên phía của Lenin cũng không muốn đổi mạng ở trong pha thi đấu đó. Đã dính một tình huống mà làm choáng trước đó đến từ Ale, nhưng sau đó thì bạn thấy rằng Phoenix ta đứng vào góc mé gần lính nên ta không bị dính một cú quăng quy đến từ Ale, để rồi sau đó thì sát thương bị hạn chế. Nhưng bây giờ thì cấp độ 6 từ Ale đã có rồi, không có tốc biến từ Phoenix, Ale lên tấn công ngay lập tức để có thể có lợi thế về lượng máu. Nhưng khi mà rừng hướng lên khu vực cánh trên, đường dưới nó mở ra cái khoảng trống dành cho anh phía của Eric và Jin Zhao. Họ di chuyển ra hỗ trợ cho Shadow ăn cho mình quả đầu tiên của ván đấu. Bóng ngủ chính xác rồi, bây giờ thì Jay lên tấn công. Nửa máu. Chính xác là như vậy, đây là cái điều mà tôi nói sau khi giờ có bài trọng kết thúc. Jay rất thích đối đầu cùng với những mẫu chất tướng xạ thủ và yếu máu. Và trong cái bối cảnh là Dunbi cũng không có được cho mình đó thanh tẩy nữa, một cái đúng bóng ngủ anh ta sẽ bị mất thế ở khu vực đường giữa. Thì đó là thời điểm mà Jay hoàn toàn có thể chơi trên cơ và đừng quên rằng sóc điện cũng như là thiêu đốt đã sẵn sàng. Shadow có mặt kịp thời để có thể giải tỏa cái đợt lính xấu, nhưng cấp độ 6 đã có đến từ Ale, anh ta chủ động tốc biến để thay đẩy ngược trở lại. Phoenix sẽ xử lý ôi lên 6 với những cái tình huống đánh vào lính và bộ đôi đến từ bên phía của Lenin tan vỡ. Một pha xử lý rất tốt đến từ Phoenix khi mà anh ta quay ngược trở lại và anh ta có thêm cho mình đó lượng kinh nghiệm trụ phân nào đó cũng đã giúp cho Phoenix giải tỏa được cho mình đó cái đợt lính vừa rồi. Thi đấu của Jay còn sát thương của Dunbi, bây giờ những cái bom phốt pho của anh ta vừa rồi dùng trước đó thêm cả là tên lửa định hướng của anh ta đã không còn trên người nữa cho nên sẽ không có áp lực. Nhưng đây là một pha mà xe vừa rồi nó thấp máu quá, đúng, và rõ ràng đây cái tình huống làm choáng này nó không làm choáng vào tường, tại vì nếu như làm choáng vào tường á, nếu tôi nghĩ là làm choáng vào bên phía bên phải á, thay vì anh ta kéo ngược bên phía bên kia thì có là cái góc đá sóng âm của bên phía Tạc Răng nó sẽ dễ hơn, và thêm cái nó kích hoạt được cái tình huống làm choáng W đến từ bên phía của Ale nữa. Quan trọng thêm vào nữa đó chính là cái việc mà anh ta đẩy chiêu cuối nó rất gần vào cái đợt lính. Chính xác. Và vô tình là Phoenix đứng đủ khoảng cách để có thể hít kinh nghiệm đến từ con xe.
Và đó là một cái lượng kinh nghiệm rất là lớn, 93 kinh nghiệm lận. Và có thể thấy như đó là một cái lượng kinh nghiệm mà giúp cho Phoenix đủ để có thể lên cấp độ 6 sau một con lính đánh gần tiếp theo. Còn nếu như Phoenix bị mất cho mình đó lượng kinh nghiệm đến từ con xe, anh ta sẽ bị hạ gục. Awadi vừa hỗ trợ cho Shadow ăn con cua nhanh hơn việc là kích quy vào con cua, khiến như lớp lá chắn của cua nó bị mất đi tình huống vừa rồi. Và với con Dana, 2 điểm hạ gục có sớm, đây sẽ là cái nỗi ác mộng dành cho cả đôi UNB lẫn Lai ở đoạn về giữa của máy đấu. Khi mà sức mạnh ở từ con Dana có sớm, khả năng băng vào có, sát thương dứt điểm là có. Còn bên phía này thì đôi UNB với lại cả Lai chắc chắn không thể lên kháng phép được, thì sẽ cần cái sự hỗ trợ rất là lớn từ Tạc Giang và thêm cả IWD. Chính cái pha băng trụ vừa rồi là pha băng trụ tôi nghĩ rằng nó trong tầm kiểm soát đến từ phía LGD, tại vì đã thấy thời điểm đó khi mà Shadow đợt lính chuẩn bị đẩy vào, anh ta có được sự thông tin đến từ Phoenix, Phoenix chắc chắn nó kêu Shadow lên khu vực cánh trên. Anh ta ăn cho mình đó con cua, sau đó anh ta đi ra phía bên trên để có thể kiểm soát tầm nhìn bằng cách có thể đánh vào soi sáng. Nhưng trên đường đi vòng ra đã phát hiện thành công đường cả đó Tạc Giang rồi. Và tất cả mọi thứ nó gần như là tốt dành cho anh thích LGD sau 9 phút khởi động. Đó là tình huống mà chúng ta cũng có thể thấy là hơi rướng, đúng như anh Hảo đã chia sẻ. Thì đội hình đến từ bên phía của Li Ninh họ chỉ có khoảng chừng một vài giây nếu như là mắt binh đẹp ở trong pha thi đấu đó mà thôi. Nhưng rõ ràng cái ý tưởng để có thể phòng ngự dành cho bên phía của LGD vẫn sẽ là có. Rồi, Donby với một cái kèo hơi khó ở khu vực giữa một chút xíu thì anh ta cũng bắt đầu rẽ nhánh. Anh ta không thể nào lên được cho bên đó kiếm Manobun trước, bắt buộc phải hướng tới cho bên đó kiếm đằng cưa để phần nào đó giảm đi cái áp lực công nghệ mẫu đến từ dây, là một cái phương án mà tôi nghĩ rằng hoàn toàn đồng ý. Còn ngược trở lại khu vực đường dưới trong ván thi đấu này thì chưa có quá nhiều những cái sức ép, bóng ngủ một lần nữa chuẩn xác. Nhưng mà vừa rồi thì không còn nghịch sao nữa, thì coi như đây đúng cũng đã hết cái bộ kỹ năng để có thể cấu rễ tiếp đến từ dây. Khu vực đường dưới trong giai đoạn vừa qua là một cái giai đoạn mà tôi cảm giác không lỗ lắm dành cho bên phía của LGD, khả năng farm khá là tốt đối với Eric. Mặc dù ở khu vực đường trên bạn thấy rằng Phoenix liên tục bị gặp áp lực đến từ phía của Ale, nhưng đến một pha tranh quan trọng thực ra bây giờ cái sức mạnh đến ở phần đá khu vực đường giữa bóng ngủ chính xác vào người của đường B rồi, lượng máu kéo khá nhiều, thiêu đốt được tung vào. Sát thương là đủ hay không đây? Ui, Tạc Giang có mặt kịp thời, nhưng đó là một cái sức ép vô hình mà thôi. Donby cũng kịp thời trả ngược trở lại cho mình đó cái lượng sát thương. Một pha đánh một vs một khá là ổn dành cho Donby, và cái lượng kháng phép có thêm đến từ cái kiếm răng cưa đã giúp phần nào đó tạo nên một cái sự khác biệt trong cái pha thi đấu vừa rồi. Chiêu cuối vừa rồi của Eric tung ra từ khu vực đường dưới nó không đúng cái vị trí Donby đứng, cho nên anh ta vẫn được an toàn ở khu vực đường giữa, và như vậy là một cái lợi thế. Nó có khu vực đường giữa cho đôi UNB với một điểm hạ gục là giúp cái lượng trang bị của anh thực gia tăng tốt hơn. Và với cái kiếm năng cưa khởi đầu, tất cả cũng là một công đôi việc mà thôi. Giảm bớt sát thương phép đến từ cả dây lẫn Shadow trong tình huống mà Shadow có thể ra khu vực đường giữa. UNB có một điểm hạ gục, một pha solo kill tốt lần này khi mà lượng sát thương trả ngược lại của anh ta đứng sau lưng đứng. Nhưng thật ra khi bạn bật cái súng máy, khi đối phương bị giảm giáp và cả kháng phép như thế, bạn thấy rằng một phát bắn từ trụ nó khiến cho dây anh ta bị hạ gục với tình huống mà anh ta xử lý kỹ năng không chính xác. Nhưng chính xác. Shadow đang rất khỏe so với là phần còn lại. Đương nhiên có thể có một điểm hạ gục, nhưng Shadow đã là 2 điểm hạ gục rồi. Còn gói hàng đã ngược về. Gói hàng tung ra tương đối là tốt. Jay mất tốc biến, Jay cũng đã phải nằm. Đó là một cái bẫy được tạo ra. Donby tiếp tục tấn công, sóng âm vừa rồi không đủ tầm. Nếu như sóng âm đủ tầm thì tôi không dám chắc là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng phía bên đây Jin Zhao phải bắt buộc mất tốc biến cho khả năng truy đuổi rất gắt gao đến từ Tạc Giang và Iwani. Một tình huống rất tốt ở khu vực đường giữa khi mà đây là phút thứ 10 rồi. Donby dịch chuyển vào cái trụ 2 và anh ta xách luôn cho mình đỡ cái gói hàng. Con sĩ giả vừa rồi cũng tiếp cận được cái trụ đầu tiên, nhưng cái vị trí đứng đến từ dây thì nó lại hơi gần và anh ta bị khai thác. Lai đang bị tấn công bên đường dưới còn hồi máu, anh ta quay ngược trở lại để tấn công vào người quay rất lối chơi cực kỳ hộ bảo. Đây là một tình huống cố gắng để có thể đổi mạng, nhưng chưa có bất kỳ một cái điểm hạ gục nào cả. Ai quên đi thì tấn công vào Shadow phía bên kia, chủ động tốc biến đến từ Shadow. Sóng âm không thành công. Tạc Giang liệu rằng có quay lại hay không đây? Hộ thể vào người của Ai quên đi. Tốt đến từ Jin Zhao. Đội bị một khoảng thời gian nữa và anh ta không kịp tham gia dứt bắn. Không đủ tầm, và cái lượng máu này cảm giác như IBND cũng sẽ tương đối là thoải mái mà thôi. Khu vực đường trên là một tình huống mà Ale đã bị hạ gục rồi. Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng được xem lại một cái pha thi đấu khu vực đường trên. Ở thời điểm hiện tại không có dịch chuyển đến từ Ale. Có lẽ như đây là một tình huống mà anh ta bị thua kèo. Rồi, nhanh chóng chúng ta sẽ thấy một pha xử lý đến từ Phoenix làm choáng dạng nổ, kích hoạt luôn cho mình đó cả thần cá sấu sắc để có thể truy đuổi theo. Ale mất nhảy, anh ta phải bắt buộc tốc biến và không kịp lượng nộ để có thể hóa thành na khổng lồ. Đó là cái góc mà thật ra chính xác là cái thời điểm mà Phoenix đã canh đúng thời điểm khi đối phương vừa từ dạng na khổng lồ xuống dạng na tí nị để mất rất là nhiều thời gian lên dạng na khổng lồ lại. Thì canh đúng thời điểm để solo kill đối phương. Đó là tình huống xử lý kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt từ Phoenix khu vườn trên. Và như là bạn cứ nhìn việc con Raton bị đẩy liên tục, bị gây sức ép liên tục. Nhưng nếu như bật thần cá sấu tấn công đúng thời điểm thì đó sẽ là cái thắng lợi, và đã có thắng lợi dành cho phía của Phoenix rồi. Và trong khi đó khu vườn trên một thời điểm tấn công cực kỳ hợp lý đến từ cả Jin Zhao lẫn Eric.
Lai có một góc đi cực kỳ mạo hiểm và chọn cách là tốc biến vào gần đối phương để tiếp cận để muốn gây sát thương trả ngược lại. Nhưng cái thời điểm đó thật ra sát thương của người ta chưa phải là quá nhiều có cho mình, đó chỉ là những cái mảnh nó được cương phong linh mà thôi. Và thêm cả đó là việc ở cái thời điểm khi mà bạn cầm cho mình đó là cái súng hỏa ngục thì chỉ một mục tiêu đó phương mà thôi, cho nên không có sát thương lan ra, cho nên nó không phải là cái lượng sát thương tối ưu đến từ một con Aphelios. Nãy nếu mà dạng thăng hoa luân á, thì cái độ đột biến sẽ là có khi mà kích hoạt được cái ánh trăng dẫn lối tầm gần như thế này và những cái đòn đánh có được thăng hoa luân thì nó sẽ có cái lượng sát thương cực kỳ đột biến đến từ lai. Ale hướng tới cho mình đó là một cái búa rìu sát thần, một món trang bị mà nó đã bị giảm sức mạnh đối với những vị tướng đánh xa và nó không còn phải là món trang bị phù hợp để có thể lên dành cho Na nữa. Thì phần nào đó cảm giác cũng hơi bị cập rập một chút xíu, và trong cái bối cảnh là ta đã nằm xuống hai lần, đặc xăng thì cũng chưa để lại quá nhiều dấu ấn. Cái điểm được đến từ bên phía Kulinin có lẽ phải hướng ra khu vực điện giữa. Dobby xử lý kèo thi đấu khó này rất là tốt. Hiện tại thì anh ta thậm chí là đang farm hơn so với Jay. Nhưng mà cái việc mà từ khu vực đường giữa nó không mang lại thế xuống khu vực đường dưới, một tình huống xử lý khi mà LGD cũng đọc rất là nhanh, Jin Zhao tấn công xuống khu vực đường dưới, sau đó rõ ràng Shadow cũng lao và tấn công người của IWD, sau đó anh ta có một tình huống né sóng âm rất là tốt nha, để có thể liên tục lạng lách né sóng âm cùng đối phương và trở ngược lại tấn công cùng với là Jin Zhao. 3 điểm hạ gục dành cho anh phía của Shadow, 1 điểm hạ gục cho hỗ trợ khu vực đường dưới, lượng chống chịu gia tăng dành cho Jin Zhao và khả năng tiếp cận từ Shadow là cực kỳ khỏe mãi nhìn. Vậy pháp sư đã có, đa tên lửa cũng có và thêm cả một cái đồng hồ ngưng động. Đây sẽ là cái khả năng câu kéo thời gian cực kỳ tốt của anh ta, và cái quan trọng là anh ta có rất nhiều sát thương nha. Chính xác là như vậy. Và cái đội hình này cũng có rất nhiều hiệu khống chế để giúp cho Shadow có một cú gom trăng mờ và gây sát thương tương đối là nhiều. Rồi, Dolby sẽ bị tấn công khu vực đường giữa. Để coi, khoảng chừng một phút nữa thì anh ta sẽ có được gói hàng. Nhưng mà có lẽ Dolby sẽ chờ cho gói hàng để thể tranh chấp ở con rồng nguyên tố thứ 3. Một con rồng cực kỳ quan trọng. Bên phía của LGD thì họ đã có được cho mình đó hai con rồng nguyên tố rồi. Thì đây sẽ trong những cái cơ sở rất là tốt dành cho bên phía của LGD ở trong dàn tiếp theo. Lưỡi liềm cũng đã được hoàn thành từ sớm, nó giúp cho Eric đang có một cái lượng trang bị vượt trội. Anh ta không lên cho mình đó móc diệt thủy quái mà thay vào đó anh ta muốn có một cái sự cơ động và đột biến. Ui, gom người đến từ Shadow mặc dù bị đá ra nhưng vẫn là cái sức ép lớn, anh ta đu bám được và dứt điểm được tặc rằng. IWD cũng sẽ phải lên bảng điểm số 2 điểm hòa gục dành cho bên phía của LGD. Sức mạnh là quá lớn khoảng đã khu vườn trên solo kill chăng? Đây là một tình huống như đã nói, không còn dạng Na khổng lồ nữa, lượng nổ không thực sự đẹp. Anh ta đang bị truy đuổi, nhảy để có thể thoát khỏi cái lượng sát thương gây ra đến từ cái vũ điệu cá sấu. Nhưng đây tiếp tục là sức ép đến từ Shadow, đẩy chiêu cuối để có thể rút lui đến từ Ale mà thôi. Bắt buộc phải bỏ trụ ở từ Ale, dịch chuyển của ta cũng không còn nữa. Bây giờ trụ thứ nhất khu vườn giữa cũng đang mở ra dành cho anh TK LGD khi lượng máu không còn quá nhiều. Trước đó sẽ thả khu vườn giữa. Nhưng mà Phoenix của vườn trên cũng kịp thời có được trụ một của vườn trên, như vậy là cả hai trụ đã có dành cho bên phía của LGD từ rất là sớm như thế này. Bạn thấy rằng cái lượng tiền cộng thêm nó giúp cho NTK LGD bây giờ khu vườn trên cũng khỏe, khu vườn giữa với Eric cũng khỏe. Và đây là pha mà họ có được cái thông tin, cái máy quét nó phát hiện và cái quy rất là chính xác đến từ NTK Shadow. Anh ta lao vào giữ được cả hai người, sát thương dồn vào là quá lớn đi. Trong khi đó thì IWD và Tạch Giang họ không có sát thương. Nhưng và đây là pha, bạn hãy nhìn đối phương đứng 4 người khu vực đường giữa. Chính xác. Sát thủ của họ đứng khu vực đường dưới và Dwayne đang đứng rất là xa vị trí từ cả Tạc Giang lẫn IWD. Có nghĩa là một tình huống mà chỉ là hai người từ Tạc Giang và thêm cả IWD muốn tấn công vào đối phương là 4 người. Chính xác, đó là cái điều tôi đang muốn nói. Thua về mặt nhân sự, thông tin có, đối phương tập trung rất đông ở khu vực đường giữa. Thì cái quyết định đánh giao tranh hai chấp khoảng chừng mấy người đó, nó là một cái quyết định mà tôi nghĩ là sai lầm đến từ bên phía của Li Ninh. Nếu như họ muốn đánh, ít nhất là họ phải chờ cho Dolby xách được cái gói hàng ra, thì khi đó cái độ đột biến cũng như cái khả năng chia cắt đội hình đến từ bên phía của Lenin mới có. Nhưng rõ ràng đó là tình huống mà tôi nghĩ rằng cái độ, tôi không biết cái quyết định đến từ Tạc Xăng cho cái pha mà cố gắng để có thể vòng ra tạo đột biến đó là gì. Rồi, con rồng nguyên tố thứ 3 được xuất hiện. Đây là con rồng mà Dolby như nói anh ta sẽ có gói hàng. Nhưng mà anh ta lấy thời điểm khi mà con rồng đó là 28 giây mới xuất hiện, cho nên còn đó là 22 giây mà thôi. Và chính xác là 32 giây, gói hàng tới 1 phút lận. Thì nếu như mà LGD họ bình tĩnh để thể câu thêm thời gian, mà Phoenix ta đi một góc rất là lõi ở phía sau, có thần cá sấu còn tốc biến câu kéo được, chắc mất tốc biến có thể lấy được cái gói hàng. Nhưng đây tình huống mà Tạc Giang lao vô, Tạc Giang không cướp được, Tạc Giang hộ thể ra chiêu cuối không đẹp đến từ IWD phía bên kia. Jin Zhao đang cố gắng để thể chọn ai đó rất đẹp. Ôi, gom người rất đẹp, và đó tình huống mà Shadow vẫn gây được lượng sát thương vào người của Dunby tan vỡ rồi, khi mà Eric cũng trông luôn cho bên đó cứu chiêu cuối của anh ta ở trong pha thi đấu đó. Và có được cho mình đó rất nhiều điểm hạ gục đến từ Eric.
Ở góc vừa rồi thì Ale, tôi không trách anh ta được, nhưng rõ ràng anh ta bắt buộc phải đứng để thể zone Shadow ra, nghĩa là anh ta khép góc Shadow không cho tiếp cận đội hình của mình. Nhưng tại vì đây là con Diana quá khỏe, nó có quá nhiều sát thương và quá nhiều công cụ đi. Shadow có cú quy vào người của Ale, dùng cú E vào để kích hoạt cho mình cú E lần 2 vào người của đối phương, kết hợp thêm cả tốc biến và thêm cả đó cái đài tên lửa để có thể gom được đó là 3 người của đối phương, có 2 xạ thủ trong đội hình của anh phía Liên. Đây là một pha mà đã giữ trừ con rồng thành công đến tình thế của Shadow. Phoenix anh ta chấp nhận mất tốc biến tại vì anh ta muốn giữ thần cá sấu cho phao tranh, chứ anh ta không muốn giữ cho mình cái tốc biến để khi mà tiếp cận đối phương bởi vì hạ gục. Và tranh cướp rồng tốt đến từ Shadow. Nhưng bạn hãy nhìn, rất bình tĩnh đến từ Shadow nha. Khi mà đội ta đang bị làm chậm, anh ta không việc gì phải vội lao vào cả. Và bạn hãy nhìn, khi mà đối phương bắt đầu lao vào rồi, hãy nhìn Ale là cái mục tiêu để tiếp cận tốc biến lao vào gom người rất đẹp đến từ Shadow trong cái lượng sát thương. Bạn hãy nhìn, đương bi nửa máu, lai nửa máu, đương bi thì bỏ chạy mà thôi. Và đó là 4 điểm hạ gục cộng con rồng thứ 3 dành cho anh LGD. Trước đó thì Ale cũng bị trúng bóng ngủ nữa, khiến cho cái thao tác của anh ta hơi chậm một chút xíu. Chiêu cuối đến từ Ale gần như là không có ý nghĩa khi mà đó tình huống rất nhanh tay đến từ Shadow. Kích E một lần, sau đó kích E gom người phía bên kia. Đó là tình huống cực kỳ đột biến, mặc dù Tạc Xăng cũng đã cố gắng để có thể để dành chiêu cuối của anh ta nhằm phần nào đó đã được Shadow ra, nhưng mà cái lượng sát thương gây ra vẫn nhiều. Ui, trăng khuyết và áp sát rất tốt với một cú trăng bờ và trăng non. Lượng sát thương là quá nhiều cho cái bộ combo đến từ Shadow. 504 rồi. Eric lướt về được với cái cung phong linh, anh ta không gặp áp lực đến từ Dolby. Và trong cái pha giao tranh ngắn hạn vừa rồi ở con rồng 3, Dolby phải tạm thời không lên được cho mình, đó là những cái món trang bị thành phần của nọ tử thủ. Anh ta hoàn thành xong cho mình đó chuyện gai Momotius, khiến cho cái lượng sát thương của anh ta phần nào đó bị giảm. Thật ra thì cái chuyện gai này nó cũng là cái nội tại duy nhất rồi, nó cũng không lên được cho mình đó những món trang bị khác. Để coi quyết định đến từ Dolby sẽ là như thế nào trong dàn tiếp theo. Ale thì bây giờ cũng không còn những cái lợi thế, anh ta mới chỉ là một con Na một đồ mà thôi. Phía bên kia thì đã có được cho mình đó hai món trang bị rồi. Sứ giả thứ hai được đẩy ra khu vực giữa, một tình huống cấu thể máu 1/3 máu. Tạc Răng liệu rằng có tạo đột biến hay không đây. Chiều cuối lấy được cái phép rỡ tốc biến đến từ Jay ở trong cái tình huống vừa rồi, thành công cho cái ý đồ để có thể mở ra trụ ở khu vực đường giữa dành cho cái nhịp tấn công vừa rồi của phía LGD. Mất tốc biến từ Jay, nhưng đây là con Zui kéo máu đầu tiên phía ngoài, có được sự hỗ trợ từ Shadow thêm cả đó là Jin Zhao, cho nên có thể mất tốc biến thì cũng không phải là vấn đề quá quan trọng tới LGD. Nhưng cái điều quan trọng bây giờ, đường đẩy lẻ của họ đang không có được thế thắng. Bây giờ Leaning với Ale ở khu vực dưới đang gặp rất là nhiều khó khăn trước anh Phoenix. Hãy nhìn kéo máu thành công được nửa máu của đối phương. Nhưng với một con Raten có cho mình chùy hấp huyết, khả năng hụt từ Raten là có. Thì Phoenix với hai trang bị, với vũ điệu tử thần, với cái chùy hấp huyết như thế này, bây giờ thậm chí anh ta còn bổ sung thêm cả đó cái giáp cai ngục. Trong khi đó anh Phoenix kia Ale, tôi không biết rằng trang bị thứ hai sẽ là cái gì từ bản thân của anh ta. Tại vì những trang bị bây giờ đến từ trang bị thứ hai, đó là trang bị phòng ngự, nó không phải là quá khỏe đến từ một con Na nha. Tại vì bên phía bên kia sát thương phép có, sát thương vật lý cũng có, lên cho mình được một cái giáp cai ngục để nâng cấp cho mình khi bằng Randul nó, thì khi đó anh ta sẽ nhận cái lượng sát thương phép rất là nhiều đến từ Shadow hoặc là Jay. Nhưng nếu lên cái món Vosterak á thì nó sẽ là bị giảm sức mạnh, tại vì bây giờ cái món Vosterak từ cái phiên bản 12.3 nó đã thay đổi, nghĩa là bạn phải không lên đồ 2 được, có được cái sức mạnh cộng thêm. Và thêm cái là việc là cái lớp giáp tạo ra sẽ là đến cái lượng máu cộng thêm của bạn. Cho nên với cái trang bị đầu tiên từ cái món Vosterak thì nó là cái món thứ hai, nó không phải là quá khỏe, thường sẽ là món thứ tư gì đó, tại vì bạn phải lên rất là nhiều máu thì cái món Vosterak nó mới khỏe được, và nó sẽ cộng hưởng với cái lượng sát thương cộng thêm. Nếu bạn lên món 2 thì bạn sẽ bị lỗ về mặt chỉ số. Thì đó là một vài những cái sự thay đổi, và các bạn có thể thấy những người chơi đấu sĩ bây giờ họ cũng đã chuyển dịch cái món trang bị thứ hai của họ rồi, họ không lên móng vuốt nữa, thay vào đó họ hướng lên cho mình đó vũ điệu tử thần. Một món trang bị chỉnh được thay đổi về mặt chỉ số, và nó khá là phù hợp dành cho những vị tướng đấu sĩ để thể băng bổ vào. Tại vì bây giờ bạn thấy lý do tại sao mà chúng ta đang có khoảng trống nên chúng ta sẽ nói nhiều về trang bị một xíu. Những vị tướng như là Xin Zhao, như là Lee Sin nó không có tỷ lệ thắng cao nữa, tại vì cái món hai bây giờ không phải là món chống chịu thuần nữa rồi. Món Vosterak vừa có lượng máu cộng thêm, vừa kích được có lượng máu, bạn có thể chống chịu được cả sát thương phép và sát thương một lý đến từ một cái trang bị bạn có sát thương. Thì bây giờ những cái trang bị thứ hai đến từ những vị tướng như là Lee Sin, như là Zhaovan, như là những vị tướng như là Xin Zhao không lên được cái Vosterak, nó khiến cho bạn phải chuyển hướng sang một hoặc là vũ điệu hoặc là rìu đen. Có nghĩa là nó là thuần sát thương và lượng máu mà thôi, cho nên bạn sẽ rất là khó để có thể có được cái lượng chống chịu. Thì đó là tại sao bây giờ cái meta có thể chuyển dịch sang một vài tướng rừng như là Volibear, như là Hecarim, rất khiến cho bạn lên cho mình đó là thuần trang bị chống chịu. Và nếu biết đâu được thì bạn có thể chọn cho mình đó là Nearly hoặc Dana rừng cũng được. Nhưng bây giờ thì Ale đang bị khai thác, anh ta mất đi cho mình đó thành quả xấu rồi, chúng bóng ngủ luôn. Đây tình huống áp sát đi và luôn. Nhiều khi là Ale nằm chủ động tốc biến nhưng vẫn trong tầm của cái tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Eric đã có được cho mình đó một điểm hạ gục.
Và trong tình huống 4v5 như thế này thì liệu rằng bao nhiêu cái gói hàng thì đủ dành cho Đơn Bi đây? Đá cái góc không đẹp cho lắm nhưng anh ta vẫn có cái khả năng đủ bám theo, tóc biến theo để thể tấn công vào Eric Thilo tầm nhiệt nhắm vào tạc giang và anh ta mất cho mình đâu một nhịp để có thể gây sát thương. Đơn Bi thì đang bị đẩy ra, trúng bóng ngủ, Đơn Bi nhiều khả năng sẽ bị hạ gục rồi. Shadow đã bị hạ gục bởi Iwandi, à xin lỗi, bởi Lai trong tình huống đó. Nhưng rõ ràng 4-5 thì không có lợi, phía bên kia thì Đơn Bi cũng đã bị hạ gục trước sự truy đuổi của Jay và Phoenix, và thậm chí là anh ta cũng đã trúng luôn cho mình đó là một cái tình huống bóng ngủ quét sạch dành cho bên phía của AGD. Linh hồn rồng đất thuộc về cho họ luôn. Chúng ta không thể nào nhận ra được đó là một đội đang tìm kiếm chiếc vé tham gia playoff. Bên phía bên phải và bên phía bên trái là một đội đã không còn cơ hội tham gia playoff nữa. Một cái phong độ phải nói rằng việc mà chọn đội hình nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến từ bên phía của LGD. Họ chọn được đội hình đi đường thắng và họ làm được điều đó. Khu vực đường trên chống một pha băng trụ thành công, khu vực đường dưới xử lý cái biến số tốt đến từ việc là hỗ trợ đối phương đi ra khu vực đường giữa. Và những tình huống rành rồng thì Shadow luôn luôn làm tốt với khả năng tiếp cận của anh ta. Vừa rồi thì anh ta bị hạ gục nhưng đó là anh ta đứng giữa đội hình của đối phương. Dịch chuyển bắt được hay không đây? Phoenix có tóc biến, cố gắng bắn Phoenix trúng sấp mâm. Ôi đó tình huống cắt và sách nó hơi sớm một chút xíu, chủ động tốc biến gia tăng thêm cho mình đó khoảng cách, khả năng truy đuổi đến từ Donby vẫn tốt, anh ta cũng đã có được cho mình đó hai món trang bị rưỡi rồi. Tỷ lệ scale theo sức mạnh phép thuật bây giờ cũng tương đối là ổn. Ống ngủ vừa rồi không trúng vào người của Donby nhưng rõ ràng đó là một cái áp lực để có thể đẩy lui các thành viên đến từ bên phía của Lenin. Một tình huống đầu tư dịch chuyển và cả ba thành viên nhưng chỉ có thể gọi là đổi được cho mình đó một điểm hạ gục. Nhưng mà thôi, dù sao thì trong cái thế này nó cũng đang hơi bất lợi, thì đó là pha đầu tư mà nó mang lại được một vài những cái lượng kinh tế. Một tình huống đi qua mắt Ale ngay lập tức bị khai thác, bóng ngủ cực kỳ chuẩn xác, Jay đánh cực kỳ mắc binh với vị tướng Joey ở trong giai đoạn vừa qua với cái khả năng câu thị máu quá tốt của mình. Và trong cái khía cạnh 4v5 như thế này thì cũng cực kỳ khó, thủy lô tâm nhiệt rất tốt và nó chặn đi cái mạch tấn công đến từ tạc răng. Anh ta thiếu đi cho mình đó hai đòn đánh để có thể dứt điểm được Eric. Và thậm chí rằng Jay có pha mà ta rất là bình tĩnh lượm tóc biến của đối phương để thể tóc biến ra trước mặt của Eric để tránh một tình huống đối phương đồng đội mình bị sóng âm. Thì nói chung là mọi thứ đều xử lý tốt dành cho anh phía LGD. Shadow ở phía trong thì người ta bị dính quá nhiều sát thương đến từ Aphelios, ta bị hạ gục. Nhưng không sao cả khi ở phía ngoài dọn dẹp thành công với lớp giáp cộng thêm từ linh hồn đồng đất, với cái lượng trang bị vừa mua đến từ Phoenix, King Barandun đã có một cái áo tràng bạc đã có. Thì ba đồ rưỡi đánh với lại gần hai đồ thì nó cũng không quá khó để đoán kết quả. Trên đồ nhiều quá, chúng ta thấy rằng rất là nhiều những vị trí khác nhau đang có cái lượng trang bị hoàn toàn chênh lệch nghịch sao 2/3 lượng máu. Vừa rồi là mất luôn cho mình đó lớp giáp đến từ cái chị gai Mamotius. Có lẽ như anh ta sợ rằng mình sẽ không đủ tầm, và pha thi đấu đó là pha thi đấu mà anh ta đầu tư tốc biến để ép lui được bên phía của Lenin, tạo ra một cái cơ sở để có thể giải quyết được cho mình đó bùa lại Baron ở trong cái tình huống xử lý này. Bây giờ thì con Jin này đã có được cho mình đó là ba trang bị rồi, tôi cũng không nghĩ ra thật rằng sẽ di chuyển ra được khi mà anh ta mất hậu thể rồi nha. Anh ta vừa rồi bị hất tung lên và thậm chí lượng sát thương gây ra là nhiều. Tặc răng chỉ còn lại cho mình đó 1 máu. Sau cái đồng hồ này, tặc răng không có tốc biến và đã phải lên bảng điểm số. Tương tự là như vậy đến từ Iwandi. Donby bắn trong vô vọng, thậm chí là trúng bóng ngủ để coi tình huống nghịch sao kết hợp với chiêu cuối. Nó không đủ thời gian để có thể tấn công vào người của Donby. Những bùa lợi Baron vừa rồi thuộc về cho bên phía của LGD và cảm giác như trong ván thi đấu này đã không thuộc về cho bên phía của Lenin nữa. Cơ sở để có thể mở ra, để có thể lấy thêm công trình và thậm chí dứt điểm ván thi đấu là có dành cho bên phía của LGD. Tôi có cảm giác ra từ sau cái pha khu vực rộng 3, một pha mà gom 3 người từ Shadow Trap. Ale lạc lõng. Ale lạc lõng. Ây da, bọc ở phía sau. Những ai mới là cầu mồi đây? Chắc chắn đó chính là Ale Donby một lần nữa. Anh ta bị thấp máu trước sức tấn công đến từ Eric. Một cửa meta ở khu vực đường giữa này thuộc về cho bên phía của LCD. Phá vừa rồi là phá Eric của ta cũng rất là cẩn trọng nha, tại vì anh ta không biết rằng cái lượng sát thương đột biến từ con cookie, cho nên anh ta thật ra rướng lên bắn vẫn được, tại vì trong có cho mình đẻ bác kích được đó là cái nhiệt độ và thêm cái đó cái tầm rất là xa đến từ cái súng phóng lựu đã được nâng tới đa rồi. Nhưng đây là pha mà con Lee Sin không có tóc biến, bạn hổ thể và con mắt phía kia thì sau đó bạn muốn sóng âm vào, thật ra bạn đứng trước mặt con Nautilus thì làm sao bạn sóng âm được cuối cùng hang Baron đây. Dùng chiêu cuối xuống đến từ Iwandi chỉ để muốn cướp con Baron, nhưng một chiêu cuối của Leona tình huống vừa rồi xuống cùng hang Baron nó là vô nghĩa, và khi đó phía trên thật ra nó cũng không có sát thương bổ trợ. Lai rất cố gắng nhưng cái vấn đề là sát thương của anh ta bây giờ là quá hạn chế trước sức chống chịu đến từ linh hồn động đất của anh phía LGD. Và bây giờ thì
chỉ còn chắc thêm được khoảng 1 phút rưỡi tới 2 phút cho cái thời gian kết thúc ván đấu dành cho anh phía của LGD mà thôi. Tại vì 1 phút rưỡi nó rồng ra, thế là con rồng ngàn thôi. Lê chui bụi. Chịu rồi, trong tình huống này thì anh ta cảm giác như hơi bị vô tác dụng một chút xíu khi mà cái giai đoạn đi đường thì cũng đã không có lợi thế. Cũng như trở lại với tình huống vừa rồi, bỗng nhiên cái pha bóng ngủ nó lại hay dành cho Jay. Nó khép góc tạc răng, phải bắt buộc sử dụng cái hộ thể để có thể vượt qua cái bóng ngủ đó. Và khi mà mất đi hộ thể, đúng như nào chia sẻ, không còn đường lùi nữa dành cho tạc răng khi mà khả năng vây hãm đến từ Jin Xiao là quá khủng khiếp rồi. Một cửa Mega khu vực đường giữa rất dễ dàng, và thậm chí đội hình đến từ bên phía của Li Ning là đang cố gắng để có thể câu kéo mà thôi. Họ đang tận dụng bùa lợi Baron tạo ra cái khoảng trống lớn dành cho Phoenix để có thể tấn công lên khu vực đường trên. Vừa rồi thì Shadow cũng đã chạm cái ngưỡng cấp độ 16 của anh ta. Ngoài chênh lệch của hai người trên rừng trong ván thi đấu này là 4 cấp độ. Chênh lệch quá lớn được tạo ra đến từ Shadow. Một ván thi đấu cực kỳ thành công dành cho cụ đường giữa của LEC một thời. Và anh ta khi mà bạn thấy một Ana cụ đi rừng chứ nhầm. Một cái khoảng trống dành cho Shadow khi mà anh ta được qua cướp rừng của đối phương, cho nên là bạn hãy thấy rằng 208 lính sau lại 135, tại vì cũng không có khoảng trống cho tạo rằng để farm, tại vì khi mà rừng của anh ta còn một là bị cướp, hai là phải nhường cho đội biên hoặc là lai. Bây giờ thì sức mạnh phải nhường cho có kỳ hoặc là Aphelios. Những cái khó bây giờ là Aphelios không có cho mình được cái trang bị xuyên giáp. Đối phương có quá nhiều tướng cận chiến như là con Diana, như là con Venereton và thêm cái Nautilus. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Ui, có hồi mẫu. Có hồi mẫu đến từ lai mới giúp sống sót được pha thi đấu vừa rồi. Khả năng cấu điện máu từ tầm xa nó quá chất lượng. Thậm chí đây tình huống mà dịch chuyển đến từ cố gắng để có thể áp sát, chưa dịch chuyển đến bổng từ Phoenix. Bỗng ngủ một lần nữa đang cố gắng để có thể kích hoạt. Đội hình đến từ bên phía của Li Ning bây giờ quá khó khăn rồi. Tài nguyên của họ mất hết. Gói hàng không có tác dụng. Chiêu cuối của Iwandi không một tác dụng. Mất đi cho mình nó rất nhiều cái lượng tài nguyên thì lấy đâu ra cơ sở được hẳn tiếp đây. Khả năng cấu điện máu đến từ Jay ở trong vòng vừa qua là quá lớn. Tặc răng mất đi cho mình đó 2/3 lượng máu. Shadow truy đuổi theo, chủ động tốc biến thân non thân bờ và có được cho mình đó cú double kill. Cánh bên kia thì gần như là tan vỡ. Dolby lạc lõng, Ale vừa rồi, xin lỗi, Lai vừa rồi cũng đã phải nằm. Và Dolby cũng đã phải nằm. Quét sạch thêm một lần nữa dành cho bên phía của LCD. Nhưng Dolby kịp thời đó là kéo theo Eric, nhưng kết quả ban đầu đã có rồi. Khi bây giờ đối phương đi thẳng ra khu rừng giữa lính đang đẩy vào nhà chính của bên phía Li Ning và không còn cách phòng ngự từ Li Ning nữa rồi. Ván đấu đầu tiên sẽ có dành cho anh phía LGD với một tỷ số cực kỳ áp đảo là 25 năm 7 trụ so với lại 1 trụ và là 4 con rồng hoàn toàn cho LGD. Một ván đấu mà bạn không thấy được hình bóng của những người đã tham gia cái thế giới với những tạc răng, với Lai, với Ale. Và đây là một ván đấu có thể gọi là hủy diệt hoàn toàn từ LGD. Chính xác là như vậy, có lẽ như là một vài những cái tình huống bất cập đến từ bên phía của Li Ning hoàn toàn bị khai thác. Ví dụ như một pha băng trụ cực kỳ tai hại ở khu vực đường trên. Hai sát bỏ lại và hai sát đó được nằm trong tay của Shadow với vị tướng Diana nữa. Cấp 6 nhanh chóng đến với anh ta và cái lượng trang bị thật sự quá vượt trội. Shadow trong ván thi đấu vừa rồi cũng thi đấu rất là tốt. Những cái tình huống giao tranh ở xung quanh khu vực hang rồng đã tạo ra được rất là nhiều những cái tiền đề. Anh ta chủ động gom người với cú trăng mờ của mình và cái độ tác dụng của Diana của Shadow trong ván thi đấu vừa rồi là quá tuyệt vời. Và tại vì anh ta khỏe quá sớm thì một con Diana như bạn thấy rằng nếu như những tình huống lao vào sát thương không phải là quá nhiều, đối phương có thể lùi ra tránh sát thương ngược lại. Nhưng vì anh ta quá khỏe sau là ván đấu đi, một cái lượng trang bị nhiều hơn khi ở đối phương chưa kháng phép quá nhiều sát thương khiến cho đối phương chỉ còn nửa lượng máu, thì ở tuyến ngoài rất là dễ chơi dành cho anh phía cái LGD. Có nghĩa là một người được đã làm gần như là hết cái công cụ rồi, bạn làm hết cái vai trò, hết nhiệm vụ rồi. Thì một cái ván đấu mà cũng phải nói rằng cái tình huống băng trụ thảm họa đến từ việc mà Shadow cũng có mặt kịp thời. Nếu như mà Shadow không có mặt kịp thời thì đối phương cũng đã có tình huống băng trụ thành công. Thì Shadow cũng đóng góp rất là tốt dành cho bên phía của LGD, giúp cho bên phía LGD hoàn thành được ván thắng đầu tiên trước bên phía của Li Ning. Chúng ta sẽ tạm nghỉ một vài phút trước khi trở lại ván 2 giữa hai đội để xem có những bất ngờ nào đến từ LGD nữa hay không.